Gần đây có nhiều thay đổi tích cực trong lĩnh vực giáo dục theo hướng càng ngày càng tiếp cận những xu hướng giáo dục tiên tiến và theo chuẩn quốc tế. Gần đây nhất, nhiều trường đại học nổi tiếng thế giới đã hợp tác cùng các trường đại học trong nước để đào tạo các chương trình có chất lượng cao. Một trong số đó là trường đại học tổng hợp Hawaii, Mỹ. Từ năm 2001, với sự hợp tác của các trường đại học lớn như Đại học Ngoại thương Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Hawaii đã đưa chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh cao cấp Executive MBA vào Việt Nam giảng dạy. Cuối tuần qua, 42 tân thạc sĩ quản trị kinh doanh khóa thứ 13 của trường đã tốt nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhận tấm bằng có giá trị toàn cầu sau 21 tháng học tập. Để được học chương trình này, học viên phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc sau khi tốt nghiệp đại học, có trình độ tiếng Anh tốt. Các học viên được học 19 môn do các giáo sư tiến sĩ đến từ Đại học Hawaii và các trường đại học danh tiếng khác của Mỹ sang giảng dạy trực tiếp. Vào mùa hè, sinh viên cũng có thể sang Honolulu, Hawaii học hai môn tự chọn. Sau khóa học, điều mình nhận ra thì là điều đó là rất là những cái ứng dụng mà mình học được. Và mình nghĩ có nhiều cái mình nghĩ là mình đã biết. Nhưng khi vào trong trường hợp thì mình mới thấy được rằng là còn có rất nhiều cái để học. Cái trình rất lý thú bổ ích ở chỗ là những cái thực hành nó rất là tiếp cận với những cái gì và những phản ánh rất rõ những cái gì mà mình làm ở trong mình làm ở nơi công sở của mình. Tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, Đại học Hawaii luôn đánh giá Việt Nam là thị trường chiến lược với nhiều tiềm năng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhân sự cấp cao. Một trong những mục tiêu sắp tới mà trường đại học này sẽ triển khai tại Việt Nam là các khóa đào tạo ngắn hạn về quản trị kinh doanh, quản lý khách sạn du lịch, quản trị nhân sự, v.v. để sức lan tỏa của danh tiếng trường đại học Hawaii ngày càng rộng lớn. Được biết, chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh cao cấp của Đại học Hawaii được tổ chức AACSB quốc tế kiểm định và công nhận đạt chuẩn chất lượng. AACSB là tổ chức kiểm định các trường quản trị kinh doanh lâu đời và uy tín nhất trên thế giới. Quý vị khán giả quan tâm đến chương trình đào tạo cao học quản trị kinh doanh năm nay của Đại học Hawaii có thể đến tìm hiểu tại buổi hội thảo tuyển sinh vào lúc 18 giờ tối nay tại tầng 3, tòa nhà BSG 11 Bis Nguyễn Gia Thiều, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.